Xin chào 500 anh em. Hết buồn của Khá lên sóng truyền hình. Nay lại đến nước mắt của hot girl Ngọc Miu, lại tranh top chiếm sóng khiến dân mạng hết hồn. Đúng là hot girl vào tù mà vẫn đẹp. MK tin chuyện sẽ chẳng có gì để nói về một nàng hot girl nếu cô ta đóng một số MV cùng nhiều ca sĩ nổi tiếng. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như Ngọc Miu chưa một lần mặc áo cưới, nay lại khoác trên mình tấm áo tù vì giấu 200 cân ma túy cho người tình. Và truyền thông cũng chẳng ầm ĩ lên khi Văn Kính Dương, ông chủ ma túy, và Ngọc Miu, hai kẻ trong đường dây gieo cái chết trắng, hôn nhau bất chấp giữa chốn công đường. Trước khi đến với cô gái tóc vàng, mắt ướt, mặc áo sọc trong tù, Ngọc Miu có tên là Vũ Hoàng Anh Ngọc. Người đẹp quê Hải Phòng nhờ ngoại hình xinh xắn và chút khả năng diễn xuất, kiều nữ sinh năm 1994, còn là gương mặt quen thuộc trong các MV ca nhạc của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Đan Trường, Cao Thái Sơn. Ngọc Miu sinh ra trong gia đình có điều kiện ở Hải Phòng. Tuy nhiên Ngọc không lo học hành mà chỉ lao vào các cuộc vui. Nên học hết lớp 11, cô bỏ học. Do bản tính ham chơi nên vừa mới lớn, Ngọc đã dính vào cuộc hôn nhân tuổi teen kéo dài vỏn vẹn chừng một năm, có một con. Sau khi bỏ chồng, Ngọc nổi lên với cái tên Ngọc Miu trong giới tuổi teen ở Sài Thành. Vẻ gợi cảm nóng bỏng khi còn là mẫu ảnh nổi tiếng của Ngọc Miu. Cô gây chú ý với bộ ảnh nội y sexy hết cỡ, khoe được lợi thế ngoại hình. Thời điểm năm 2015, Ngọc Miu là hot girl đình đám được săn đón chụp mẫu ảnh, đóng MV ca nhạc. Tuy nhiên chỉ xuất hiện thời gian ngắn trong làng giải trí thì Ngọc Miu đột ngột mất hút. Ở tuổi 18, bỏ qua lời can ngăn của gia đình, Ngọc Miu tìm đến miền đất hứa thành phố Hồ Chí Minh để nhanh chóng có cơ hội đổi đời. Những mối quan hệ tốt đã biến cô thành một hot girl. Khi sự nghiệp danh tiếng thăng hoa nhất cũng là lúc Ngọc chia tay với người chồng đầu tiên cùng đứa con nhỏ và vập vào Văn Kính Dương bởi một tình yêu mù quáng, cho dù biết ông trùm ma túy đã có gia đình. Ngoài chia sẻ về cuộc sống sang chảnh, trong thời gian sống chung như vợ chồng với Văn Kính Dương, Ngọc Miu được ông trùm sắm cho chiếc Mercedes hơn 2 tỷ đồng, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Hai người cũng có một con chung. Từ người đẹp showbiz đến người tình của trùm ma túy và nay đối diện với bản án 16 năm tù, án số duy nhất trong hàng loạt án tử và chung thân. Sau hơn 3 năm trong tù, ngoại hình Ngọc Miu có nhiều thay đổi, khác hẳn hình ảnh hot girl xinh đẹp gợi cảm thuở nào. Cô gái sinh năm 1994 trông đẫy đà hơn. Gương mặt mộc mạc không được chăm chút, lộ nhiều nhược điểm như mụn, vết thâm. Tuy nhiên khi ra tòa hay lên sóng truyền hình, Ngọc Miu vẫn giữ được thân sắc tươi tắn, thoải mái, tự nhiên. Cuối tháng 4 năm 2021, phiên xét xử phúc thẩm tuyên y án tử hình với ông trùm ma túy Văn Kính Dương và Ngọc Miu. Rõ ràng với các con số biết nói trên, bản án mà tòa tuyên phạt dành cho các bị cáo là hoàn toàn thích đáng. Chắc chắn nếu lượng nàng tiên nâu khủng khiếp này tuôn ra thị trường sẽ gieo cái chết trắng cho không biết bao nhiêu con nghiện, đẩy số phận của hàng loạt gia đình rơi vào tình thế bi đát. Tại phiên tòa phúc thẩm diễn ra chiều hôm ấy, Văn Kính Dương và Ngọc Miu đã có một hành động khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Khi hội đồng xét xử vào nghị án, từ hàng ghế phía trên, Dương bất ngờ quay lại nắm tay Ngọc Miu và cả hai nghiễm nhiên trao nhau nụ hôn. Hình ảnh có lẽ chưa từng xuất hiện trong một phiên tòa xét xử đường dây ma túy cực lớn nào. Đáng nói hơn, khoảnh khắc bất chợt diễn ra ở thời điểm hội đồng xét xử đang nghị án và chắc chắn Dương đang trong tâm thế đón nhận mức án cao nhất. Ấy vậy mà y và người tình vẫn bình thản thể hiện cái gọi là tình yêu ngay giữa chốn công đường. Điều này cho thấy trùm ma túy xem tội ác mà mình gây ra nhẹ tựa lông hồng. Hình ảnh Văn Kính Dương và Ngọc Miu hôn nhau bất chấp phiên tòa phúc thẩm đang diễn ra. Khi cả hai đang thân mang trọng tội, nhanh chóng lan truyền. Và bất ngờ là không ít trang mạng xã hội xuất hiện các bài viết nhấn mạnh chi tiết nụ hôn của Văn Kính Dương, Ngọc Miu với những tiêu đề như ông trùm ma túy Văn Kính Dương và người tình Ngọc Miu tay nắm chặt tay, hôn nhau thắm thiết trước giờ tuyên án. Trùm ma túy Văn Kính Dương trao nụ hôn thắm thiết cho người tình Ngọc Miu ngay tại phiên tòa. Chẳng có gì ngợi ca khi hai kẻ gieo cái chết trắng thể hiện tình yêu ở tòa. Có lẽ hạnh phúc của Ngọc Miu và Văn Kính Dương được xây bởi máu và nước mắt của nhiều gia đình khốn khổ khi có con nghiện ngập, thậm chí bỏ mạng vì nàng tiên nâu. Trước tòa án, trước vành móng ngựa, Văn Kính Dương, Ngọc Miu, hai con người chẳng có biểu hiện nào để thấy sự hối lỗi với tội ác mình đã gây ra. Thì nụ hôn ấy hiển nhiên chẳng có gì tốt đẹp để mà ngợi ca, cảm thán. Đến nay khi sự việc đã ngã ngũ, án đã được tuyên, chẳng hiểu lý do tại sao Ngọc Miu vẫn một điều chồng, hai điều chồng, tỏ ra là người vợ tào khương trước sóng truyền hình.
Nói về Văn Kính Dương, Ngọc Miu thốt câu hứa: "Ngày em về, nếu như anh còn sống, em sẽ đứng trước anh, mong rằng sẽ được ôm anh một lần nữa. Những gì em hứa em sẽ làm, em sẽ cho con một tương lai mà anh muốn và cũng sẽ làm tròn trách nhiệm và bổn phận mà anh chưa làm được." Trong 10 người được đưa ra xét xử, có đến 5 án tử hình và 4 án chung thân. Thời khắc đứng trước vành móng ngựa nghe tuyên án tử của những người thân và chờ bản án của mình, có lẽ Ngọc Miu sẽ không bao giờ quên được. Ngọc Miu vẫn nhớ như in khoảnh khắc đối mặt với sự sống và cái chết. Trả lời trên truyền hình quốc hội, Ngọc Miu nói: "Mọi người bị tuyên án, tử hình, chung thân. Mình cảm thấy đau lòng cho người thân của mình, bị tuyên án trước mắt mình mà không làm được gì. Mình cũng lo lắng cho bản thân, không biết bị tuyên án bao nhiêu. Và khi biết tuyên án 16 năm, thực sự cũng mừng, vì mình có cơ hội để quay về, để suy nghĩ lại và có thể làm lại những điều trước đây chưa bao giờ mình làm." Ngọc Miu chia sẻ: "Tôi là người vợ thứ ba của anh, người có thể nói là chen chân vào hạnh phúc của người khác. Nhưng mọi người không ai sống trong hoàn cảnh của tôi và không ai hiểu anh như tôi. Những người phụ nữ bước vào đời anh đã chia tay rồi. Và tôi mặc dù là người đến sau nhưng không lấy đi của ai cái gì. Chưa từng đám cưới, đến tên thật của anh tôi cũng không biết. Nhưng tôi thương anh nhiều, nên tôi đã giúp chồng đem số ma túy đi cất giữ. Số ma túy đó là 3.500 viên. Tôi chỉ có thể suy nghĩ được là tôi sẽ vì anh để có thể làm được tất cả mọi thứ." Người tình của kẻ cầm đầu đường dây sản xuất tổng cộng hơn 120kg ma túy với 20 lượt mua bán, tiêu thụ ra thị trường 72.000 viên nén ma túy tổng hợp là Vũ Hoàng Anh Ngọc, tức Hot Girl Ngọc Miu, lĩnh án 16 năm tù giam. Quãng thời gian chìm đắm trong cuộc sống như ông hoàng bà chúa của Ngọc Miu quá ngắn ngủi khi đặt lên bàn cân với bản án 16 năm tù. Nhưng nó là bài học thích đáng với những kẻ ôm mộng làm giàu từ cái chết trắng. Ngọc Miu chia sẻ: "Ma túy là một thứ mà khi mọi người bước chân vào rồi, rất khó bước chân ra. Vòng xoay đồng tiền của ma túy làm mờ mắt tất cả mọi thứ. Nó là thứ một lời mười. Khi các bạn xài những đồng tiền như vậy là các bạn vào vòng xoáy rồi. Vì ma túy không phải nói bước vào, muốn ra là sẽ ra được." Ngọc Miu cho rằng, thời gian đầu bị bắt chỉ dám nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ, không phải thật. Nếu như ngày đó hai vợ chồng suy nghĩ dừng sớm thì chắc không phải như vậy. Tại sao anh có thể lừa tôi như vậy? Có thể để cho tôi phải chọn để đi vào con đường tắc cho bản thân. Tất cả mọi thứ là điểm chấm dứt cho bản thân như thế. Tôi đã từng nói với anh rằng tôi hận anh rất nhiều. Văn Kính Dương đã cho Ngọc Miu tất cả và cũng thẳng tay tước đoạt tất cả. Hai cái tên, hai số phận với tất cả tột cùng của tình yêu và uất hận. Mộng tưởng về một gia đình hạnh phúc, một cuộc sống viên mãn, bất chấp, được xây dựng từ đồng tiền tội lỗi đã nhanh chóng nhấn chìm một con người luôn mang trong mình ý nghĩ về sự đổi đời. Điều băn khoăn nhất của Ngọc lúc này là đứa con chung của cô và ông chủ ma túy, bố mẹ chồng, bố mẹ của Văn Kính Dương và bố mẹ đẻ của Ngọc. Ngọc Miu ngậm ngùi: "Nói về có lỗi với gia đình tôi thì đó chính là con của tôi. Tôi có lỗi lớn nhất với đứa nhỏ đã không làm tròn trách nhiệm, bổn phận với con của mình. Rồi tới bố mẹ chồng, bố mẹ tôi, cả hai vợ chồng tôi chưa ai làm tròn trách nhiệm với cả hai gia đình. Đáng ra mình là người con phải chăm lo cho ông bà, mà bây giờ ông bà phải lo cho con của mình, chăm cháu thật sự rất tội nghiệp cho ông bà. Và tôi cũng nói với chồng mình thấy có lỗi với tất cả mọi người trong vụ án của mình." Khi được hỏi về sự lựa chọn, khi cho Ngọc làm lại, Ngọc đủ tỉnh táo để biết được mình không thể quay đầu. Ước cũng chỉ là ước thôi, Ngọc Miu ngậm ngùi nói: "Nếu như được lựa chọn lại thì em vẫn lựa chọn mình là Ngọc Miu, mình đạt được những điều gì mình mong muốn và ước muốn. Có thể rằng con đường mình chọn sẽ khác, nếu như con đường mình đã đi rồi thì sẽ không bao giờ quay đầu lại. Là một người phụ nữ đã quyết định chọn con đường của mình thì phải mạnh mẽ để mà đi tiếp." Sau một năm thi hành án, hình ảnh của Hot Girl Ngọc Miu hiện tại trong trại giam mới đây khi được chia sẻ đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Cô hiện đang cố gắng cải tạo tốt và mong muốn sớm được tái hòa nhập cộng đồng. Ngọc Miu giờ đây đã ân hận với những lỗi lầm cũ, mong muốn có thể thay đổi bản thân. Còn với người tình Văn Kính Dương, cô mong rằng nếu khi cô ra tù mà anh còn sống thì vẫn có thể ôm người tình một lần. Nhìn vào Ngọc Miu hiện tại, có thể thấy bi kịch của Hot Girl xinh đẹp một thời,
giờ đây trả giá bằng những ngày sau song sắt để ăn năn, cải tạo bản thân sau quá khứ mù quáng, lao vào tìm kiếm sự đổi đời, chạy theo một tình yêu sai trái, có lẽ đã nhận về bài học đắt giá hơn bao giờ hết. Các bạn có suy nghĩ gì về nụ hôn và tình yêu của Ngọc Miu dành cho Văn Kính Dương? Ngay cả khi Ngọc bị giam giữ, ngồi tù, nhưng tại sao vẫn dành cho ông trùm ma túy tình cảm kỳ lạ đến vậy? Hãy để lại bình luận bên dưới, chúng tôi sẽ còn gửi tới các bạn những vụ án đặc biệt trong các video sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và nghe MK kể.